Đây, chào anh em. Tôi dạo này dính F0 anh em ạ. Thì ra vườn đây, quay cái bạt đây, làm cách ly một mình. Nhà thì để cho vợ con ở. Mình ra ngoài này. Tôi vừa căng cái bạt này xong này. Giờ chắc dọn dẹp sơ sơ đấy anh em ạ. Ở đây thì nhiều khi còn mang những cái cây nhỏ ra làm được chứ. Mình mới đi cách ly ở ngoài viện thì cây cối không ai chăm sóc được. Vườn cây trên này. Đây là cái vườn phôi anh em ạ. Vườn phôi đấy ươm được vừng. Giờ trước hết là phải dọn dẹp những cái chỗ này. Mai mới mang cây ra làm. Bữa nay chắc chỉ làm mấy cây nhỏ thôi anh em ạ. Cách ly nửa tháng trời. Dọn cho đây. Đồ đạc cũng chưa đầy đủ đâu. Mai mang thêm một số đồ nghề này. Còn cái chỗ kia thì mai tối thì tôi bịt nó kín lại. Giờ để cho nó mát, nằm võng cho nó mát. Cách khá xa nhà rồi. Cuối cùng thì tôi dọn xong. Đây dọn sơ sơ này. Đây cái chỗ cái cửa thì đêm chỉ bỏ cái bạt này xuống là nó che kín hết rồi. Không có gió đâu. Đây là cái góc vườn mà tôi ươm phôi. Đây, những cái cây phôi nó chưa đủ độ mà mình mắc võng thì mình cũng phải cắt nó đi hết đây. Chưa đủ độ để mình cắt thôi. Nó đang như thế này anh em. Đang muốn định hình những cây như này. Ở góc này thì có một cái cây chanh này. Trồng để thỉnh thoảng ăn thịt gà. Mai nó khỏe khỏe xíu rồi. Tưới ẩm lại cái lề này cho nó đỡ bụi. Cả mang thêm một cái bàn nữa mình đựng những cái dụng cụ cần thiết thôi anh em ạ. Chén đũa ăn uống là thôi chứ mình cũng không mang nhiều vào, mang nhiều vào nó chật chội. Đây có cái võng này, tối mình sáng đây. Mang chăn mang chiếu xuống. Còn làm thì bây giờ chỉ làm được mấy cái cây như này thôi anh em ạ. Nói chung là phục vụ đam mê chứ bây giờ mình nằm im một chỗ mà không có cái gì mình làm mình cũng buồn lắm. Thì mình mang mấy cây nhỏ này ra mình làm. Dụng cụ thì cũng thiếu cái gì thì mai tôi bà xã mang xuống. Không đi, không qua lại nhiều anh em ạ. Sợ lây sang con bé thì chết. Cái chỗ này mà câu bóng điện từ trên nhà xuống cũng được anh em ạ. Nhưng mà cũng chả làm gì. Tối mình để cái bóng điện này. Bóng điện em bé nó học ấy, học bài ấy. Để nó sáng trưng. Còn giờ sạc thì sạc đa năng hết. Chỗ này nó không có wifi nữa. Nằm thoải mái, khỏe. Cái này mình phải xin ở nhà đấy anh em ạ. Xin ở nhà mình cách ly. Chứ không phải cây này mình không ở nhà này không tưới thì cây chết hết. Bây giờ tôi lấy cái dây kẽm tôi uốn cái cây này. Anh em xem cho vui nhá.